Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào gặp lại quý vị vẫn theo dõi chương trình Chào Buổi Tối và chương trình ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 11 xin được bắt đầu. Quý vị biết vào ngày hôm nay nước Mỹ đã bước sang cái con số là 1/4 triệu người Mỹ đã tử vong do virus corona gây ra. Như vậy nước Mỹ vào lúc này đây có hơn 250.000 người đã tử vong do virus corona và dẫn đầu thế giới về cái con số tử vong. Và nước Mỹ có hơn 11,3 triệu người nhiễm virus corona, tình hình vẫn hết sức là căng thẳng. Và vào ngày hôm nay, có thêm một số tiểu bang nữa đã ra cái sắc lệnh buộc người dân ở trong tiểu bang đi ra ngoài phải che mặt lại, trong đó có tiểu bang Kansas. Và thưa quý vị, ba tiểu bang Cộng hòa đó là Texas, Florida và South Dakota. Các vị thống đốc ở đây dưới cái áp lực của các nhà lập pháp vẫn từ chối không đóng cửa tiểu bang và cũng không cái ban hành sắc lệnh là buộc người dân khi ra ngoài phải che mặt lại. Và ông Anthony Fauci vào ngày hôm nay ông cho biết là ông hy vọng, với cái đánh giá của ông thì vào khoảng tháng 4 thì nước Mỹ sẽ có cái chủng ngừa cho toàn bộ các người dân. Thưa quý vị, và vào ngày hôm nay thì hãng Pfizer, hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer cho biết bây giờ kết quả cho thấy là bây giờ họ có thêm những cái số liệu, bởi vì quý vị biết là thử nghiệm đại trà vẫn đang diễn ra và cái số liệu bổ sung cho thấy là cái kết quả mà thuốc chủng ngừa của họ có hiệu quả cũng tương đương giống như Moderna, tức là 95%. Và quý vị biết cho đến giờ thì ông Anthony Fauci, Viện trưởng Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, nhà khoa học gia hàng đầu trong lực lượng ứng phó với virus corona của Tòa Bạch Ốc, ông cho biết là rất lấy làm tiếc cho đến giờ là ông vẫn chưa có chia sẻ được những cái thông tin, chưa có chia sẻ được với ban chuyển quyền của ông Joe Biden, và ông Joe Biden vẫn tiếp tục lên tiếng chỉ trích cái việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump, và Tổng thống đang ra sức kháng cự, tức là không chuyển quyền cho ông. Và như vậy thì khi mà ông tiếp quản chính quyền vào ngày 20 tháng 1 thì chính phủ của ông sẽ gặp khó khăn trong cái việc tiếp nhận cái phân phối thuốc chủng ngừa virus corona, và như vậy nó có thể gây thêm rất là nhiều, tước đi rất là nhiều mạng sống của người dân. Và quý vị có biết tình hình những cái cuộc gọi là cuộc chiến pháp lý về kết quả bầu cử của Tổng thống Donald Trump đi đến đâu? Và thưa quý vị, thừa nhận với quý vị là bản thân Hương Giang cũng rất không có thể nào theo kịp, bởi vì có rất là nhiều vụ kiện. Nhưng mà tí nữa Hương Giang sẽ quay trở lại. Có một bản tin vào tối ngày hôm qua Hương Giang chia sẻ với quý vị, đó là tại quận Wayne ở Michigan. Ở đây có một cái ủy ban gồm 4 người, 2 Cộng hòa và 2 Dân chủ. Ủy ban này chỉ là một cái ủy ban nhỏ thôi. Ủy ban này gọi là ủy ban giám sát bầu cử, gọi nôm na là ủy ban giám sát bầu cử tại quận Wayne. Và ủy ban này nhỏ nhưng mà họ có một cái quyền hạn, đó là họ cấp chứng nhận kết quả bầu cử tại quận hạt. Mà trong cái bản tin tối ngày hôm qua Hương Giang chia sẻ với quý vị là hai ủy viên Cộng hòa đã từ chối chứng nhận kết quả bầu cử tại quận Wayne. Điều này có nghĩa là đẩy cái vấn đề này qua, đẩy cái công tác này qua cho một cái ủy ban của tiểu bang. Mà ủy ban của tiểu bang thì họ chỉ có 10 ngày thôi, tại vì đến cuối tháng, quý vị biết là đến cuối tháng 11 và ngày 1 tháng 12 thì thống đốc các tiểu bang phải ra giấy chứng nhận kết quả bầu cử của tiểu bang họ, tức là tiểu bang Michigan. Vào tối ngày hôm qua thì họ chỉ có 10 ngày để xem xét, để kiểm tra, để thẩm định kết quả bầu cử trước khi đưa ra cái giấy chứng nhận kết quả bầu cử tại quận Wayne. Thưa quý vị, thì bản tin Hương Giang ngay lúc đó thôi, nhưng mà quý vị có biết là những chuyện gì đã xảy ra trong 3 tiếng đồng hồ không thưa quý vị? Ngay sau khi mà có tin tức như vậy thì chủ tịch đảng Cộng hòa tại tiểu bang Michigan đã lên ca ngợi về cái việc làm này, và tổng thống, đích thân tổng thống cũng như đồng minh của tổng thống ngay lập tức cũng lên mạng xã hội ăn mừng, gọi đây là một cái chiến thắng, đây là một cái chiến thắng to lớn tại Michigan. Mà quý vị biết rồi, tại Michigan thì ông Joe Biden đã dẫn trước, thắng trước ông Donald Trump với cái con số rất là lớn. Và quý vị biết trong 3 tiếng đồng hồ đó chuyện gì đã xảy ra? Sau khi mà hai ủy viên Cộng hòa
họ tuyên bố là họ không có chứng nhận kết quả bầu cử tại quận Queen. Lý do họ đưa ra là có những cái con số nó mâu thuẫn về kiểm phiếu giữa các khu vực bầu cử. Mà quý vị biết rồi, quận Queen thì có đến 10 thành phố và họ có đến 1.115 cái khu vực bầu cử nhỏ. Và phía bên Cộng Hòa thì họ bảo rằng là họ đã lên tiếng, họ đã báo động về những cái sai số này. Nhưng mà Dân Chủ thì họ cho rằng là những cái sai số này là những cái sai số nó rất là nhỏ, đôi khi chỉ là vài chục cái lá phiếu mà thôi. Và nó sẽ không có ảnh hưởng, bất cứ ảnh hưởng nào đến kết quả chung cuộc. Và quý vị có biết là 3 tiếng đồng hồ họp hành căng thẳng, từ một ủy ban mà gọi là vô danh, không có ai biết đến, thì tối ngày hôm qua ủy ban này nổi tiếng trên truyền thông quốc gia. Quý vị có biết, truyền thông miêu tả là cái cuộc họp nó diễn ra rất là căng thẳng. Một bên hai vị của Cộng Hòa, người Mỹ trắng, và một bên là hai vị của Dân Chủ, người Mỹ đen. Mà quý vị biết rồi, quận Wayne là quận mà có thành phố Detroit. Thành phố Detroit là thành phố mà bỏ phiếu áp đảo cho ông Joe Biden. Và họ ngồi trên một cái bàn mà, thưa quý vị, đối diện nhau, được ngăn cách bởi một tấm mica. Phía sau họ là các luật sư, luật sư của Cộng Hòa, các nhà hoạt động Cộng Hòa, luật sư của Dân Chủ, các nhà hoạt động của Dân Chủ. Và ai nữa, thưa quý vị? Đó là nhân viên kiểm phiếu, 12 nhân viên kiểm phiếu của quận Queen. Họ đem theo giấy tờ, họ đem theo hồ sơ, con số kiểm phiếu, con số thống kê ở 1.115 khu vực bầu cử nhỏ. Ai nữa, thưa quý vị? Cử tri. Cử tri họ line up. Và 3 tiếng đồng hồ, một cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ căng thẳng. Và hai ủy viên của Cộng Hòa, họ đã đối diện với một cái sự kháng cự từ các nhân viên bầu cử. Bởi vì 12 nhân viên bầu cử đó, hơn ai hết, họ hiểu rõ tình hình hơn ai hết. Họ làm việc ngày đêm trong những ngày qua. Và phía Dân Chủ họ cho rằng những cái lỗi đó, những cái lỗi mà sai số đó là những cái lỗi, một số lỗi do con người, một số lỗi do máy gây ra. Và cái sai số nó rất là nhỏ cho nên có thể chấp nhận được. Và cuối cùng, đứng trước cái áp lực, thưa quý vị, đứng trước cái áp lực từ nhân viên kiểm phiếu, từ cử tri, mà đặc biệt là cử tri. Bởi vì nếu như mà làm như vậy thì phải chăng ủy ban này họ đã đi tước đi cái quyền bầu cử của hàng chục ngàn cử tri tại quận Queen. Và quý vị biết, vào lúc mà Tổng thống lên mạng Twitter, ông bảo rằng wow, Michigan đã là hành động như vậy, đây là một cái điểm đáng khích lệ và nước Mỹ hãnh diện. Còn lúc đó phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, mà bây giờ không biết là bà còn là phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc không, hay là bà là phát ngôn nhân, là cố vấn vận động tranh cử của, cho ông Donald Trump, đó là Kayleigh McEnany. Thưa quý vị, McEnany trên Fox News, trên chương trình của Sean Hannity, đang vui mừng với cái chiến thắng này. Và cô ta cầm trong tay một cái tập tài liệu 234 trang. Cô ta bảo đây là những cái chứng thư hữu thể, những cái tuyên bố có hữu thể của những người quan sát, của những cử tri đặt tố cáo là có gian lận. Vì cái số tài liệu này mà ủy ban đã không có xác nhận, không có chứng nhận kết quả bầu cử ở quận Queen. Thưa quý vị, vào lúc Kayleigh McEnany đang vui mừng ở trên Fox News như vậy, thì ủy ban đã có một cái cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại đây. Cả 4 ủy viên đều đồng ý, đều chấp thuận là sẽ chứng nhận, xác nhận cái kết quả bầu cử tại quận Queen. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, một ủy ban vô danh đã trở nên nổi tiếng.
Và như vậy, việc này được giải quyết ổn thỏa. Mà Hương Giang gọi là cái chiến thắng này được xem là một trong những chiến thắng gọi là chiến thắng chết yểu. Quý vị có biết là bây giờ cái cách kháng cự của Tổng thống tập trung vào những cái vụ kiện, và bây giờ các vụ kiện nó bước lên thêm một cái mức độ mới nữa, tí nữa Hương Giang sẽ chia sẻ với quý vị. Và một trong những cái hy vọng là ông hy vọng là đồng minh của ông, đồng minh Cộng hòa của ông tại các tiểu bang sẽ từ chối chứng nhận kết quả bầu cử. Và làm như vậy thì có thể đảo ngược lại cái kết quả bầu cử có lợi cho Tổng thống. Bởi vậy, với cái chiến thắng ban đầu vào tối ngày hôm qua ở Michigan thì được xem là một cái chiến thắng rất là to lớn. Và quý vị biết Wisconsin. Wisconsin thì chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump đã yêu cầu tái kiểm phiếu ở hai cái quận hạt, đó là Milwaukee và Dane. Hai quận hạt này thì có số phiếu mà bỏ cho ông Joe Biden là 180.000 phiếu. Và Wisconsin đưa ra cái tối hậu thư ngày hôm qua là vào 5 giờ ngày hôm nay thì phải xác nhận cho họ là có tái kiểm phiếu hay không. Và cái giá, cái cost, cái chi phí tái kiểm phiếu trên toàn tiểu bang là 7,9 triệu Mỹ Kim, tức là gần 8 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì chiến dịch của ông Donald Trump đã đóng tiền cho Wisconsin số tiền là 3 triệu Mỹ Kim. Và họ chỉ yêu cầu tái kiểm phiếu tại hai quận hạt, đó là Milwaukee và Milwaukee và Dane. Nhưng mà ở giới chuyên viên bầu cử ở bên ngoài thì cho rằng cái bước đi này nó không có khôn ngoan. Bởi vì hai cái quận hạt này được xem là hai cái quận hạt bỏ phiếu mà overwhelming, tức là bỏ phiếu áp đảo dành cho ông Joe Biden. Cho dù kết quả kiểm phiếu, tái kiểm phiếu nó có lợi cho ông Donald Trump đi chăng nữa thì cũng không có lật được cái kết quả ở đây. Nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Nói không ảnh hưởng, quý vị có biết là tại tiểu bang Georgia thì thủ tục tái kiểm phiếu bằng tay đã hoàn tất vào ngày hôm nay, vào tối ngày hôm nay. Và thư ký của tiểu bang cho biết là vào ngày mai họ sẽ thông báo kết quả tái kiểm phiếu. Nhưng mà truyền thông cho biết kết quả ban đầu cho thấy là nó cũng không có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng là bao nhiêu cả. Hương Giang đã chia sẻ với quý vị là tại tiểu bang Georgia thì có khoảng 2.600 cái lá phiếu, Hương Giang không nhớ rõ tại quận nào, đã bị bỏ quên. Và chính vì vậy mà lần này họ đưa, tức là không có kiểm 2.600 phiếu này. Và kết quả mà ban đầu thì cho thấy là ông Donald Trump đã được bổ sung thêm khoảng 1.375 phiếu. Và như vậy, cái chiến thắng của ông Joe Biden, tức là ông Joe Biden tại tiểu bang Georgia trước khi mà tái kiểm phiếu thì ông dẫn trước ông Donald Trump là 14.000 phiếu, thì bây giờ sau khi tái kiểm phiếu có thể ông sẽ dẫn trước ông Donald Trump khoảng hơn 12.000 phiếu. Như vậy Joe Biden vẫn chiến thắng tại đây. Kết quả tái kiểm phiếu thì nó có lợi cho ông Donald Trump, nhưng mà nó có lợi không có đủ. Nó chỉ có lợi khoảng hơn 1.000 phiếu thôi thì nó cũng không có thay đổi cái kết quả ban đầu. Bây giờ các vụ kiện của Tổng thống đi đến đâu thực sự mà nói Hương Giang cũng không có nhớ hết được. Quý vị à, nó nhiều quá. Và có rất nhiều vụ đã bị bác bỏ, có những vụ hiệu đính. Bây giờ mình đi từ những cái tiểu bang Arizona trước. Arizona thì tại đây chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump đã khởi kiện quận mà lớn nhất tại Arizona, được xem là đây là cái quận được xem là phát triển nhanh nhất, có tốc độ phát triển nhanh nhất trên cả nước Mỹ. Maricopa. Và tại đây thì ông Joe Biden đã giành chiến thắng mà Hương Nha đã có một cái phân tích chia sẻ với quý vị trước đây vào tuần trước.
Đó là một trong đó có những lý do mà đưa đem lại chiến thắng cho ông Joe Biden ở quận hạt này. Bởi vì cái dân số mà người Mỹ gốc Latino đã gia tăng tại quận Maricopa. Thứ hai nữa, đó là những cái cử tri từ những cái tiểu bang dân chủ đó. Họ đã dọn sang Arizona và họ cũng, thưa quý vị, nhiều người đến quận Maricopa. Những cử tri như là những người dân như từ California hay là từ Illinois. Và bên cạnh đó là cái chiến lược mà vận động tranh cử tận nơi tận gốc, nhắm vào một cái liên minh đầy đủ, thưa quý vị, của chiến dịch vận động tranh cử của ông Joe Biden tại Arizona tỏ ra có hiệu quả. Bây giờ quay trở lại vào ngày hôm nay, thưa quý vị, vị quan tòa, một vị thẩm phán ở Arizona đã cho rằng cái vụ kiện của ông Donald Trump, tỏ ra hoài nghi về cái vụ kiện của ông Donald Trump, bởi vì chiến dịch của ông Donald Trump kiện là tại quận Maricopa thì họ đã tái kiểm phiếu bằng tay, mà tái kiểm phiếu bằng tay trên một cái số phiếu ngẫu nhiên thôi, tức là 2% số phiếu tại mỗi cái địa điểm kiểm phiếu. Chiến dịch của ông Donald Trump không có chịu, bảo rằng là phải 2% của mỗi một khu vực bầu cử nhỏ, chứ không phải là 2% của một cái nơi kiểm phiếu. Cho nên vào ngày hôm nay thì quan tòa ở Arizona tỏ ra hoài nghi về cái vụ kiện này, và ông cho biết ngày mai thì ông sẽ đưa ra phán quyết. Mà có vẻ như thì bây giờ chúng ta có thể thấy là cái phán quyết là không có lợi cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump. Tại Nevada, chỉ trong 2-3 ngày vừa qua, thứ hai, thứ ba, thứ tư, quý vị có biết là ít nhất là phải có thêm 3 vụ kiện mới nữa. Vào ngày hôm thứ hai thì có 2 vụ kiện của Cộng Hòa, rồi 1 vụ kiện của chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Quý vị có biết là vào ngày hôm qua thì Cộng Hòa và chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump đã đệ đơn lên tòa. Mà về quận hạt nào, về quận Clark, mà quý vị biết là quận Clark là đã bị lôi ra để khởi kiện, cũng một vài vụ kiện và cũng đã bị bác bỏ rồi. Bây giờ ngày hôm qua thì họ đệ đơn một cái vụ kiện mới. Nhưng mà trong cái vụ kiện này đó, thì họ lại không có nêu danh các viên chức ở quận hạt Clark, mà họ lại nêu danh ai, quý vị biết không? Họ nêu danh 6 đại cử tri của Nevada. Mà trong 6 đại cử tri của Nevada thì có một người là cựu chiến binh hải quân Hoa Kỳ mà bây giờ đang là homeless, tức là vô gia cư, tức là không có chỗ ở. Nevada là 6 phiếu đại cử tri. Và bây giờ vẫn một cái, thưa quý vị, vẫn một cái thuyết quen thuộc với những cái tuyên bố mà vô căn cứ, đó là có những bất thường, có những gian lận, cho nên yêu cầu tòa là bãi bỏ luôn, bãi bỏ kết quả, bãi bỏ kết quả bầu cử tại Nevada. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì tại Pennsylvania, quý vị có nhớ vào ngày hôm qua Hương Giang chia sẻ với quý vị là ông Rudy Giuliani đã ra tranh cãi trước tòa. Cái vụ này là cái vụ mà tối ngày hôm nay thì họ đệ lên một cái hiệu đính, tức là họ đệ thêm cái đơn mới, tức là họ điều chỉnh cái đơn cũ. Lần này là lần thứ ba. Và ngày hôm qua thì trước tòa, ông Rudy Giuliani, ông đã cho, thưa quý vị, ông đã cho biết là ông sẽ bổ sung thêm vào một cái số cáo buộc mà ông cho rằng trước khi mà ông tham gia vào cái vụ kiện này, thì những cái cáo buộc này đã được rút một cách sai lầm, rút lại một cách sai lầm, cho nên ông sẽ bổ sung lại. Và cái bổ sung đó là gì, thưa quý vị? Đó là bổ sung thêm là yêu cầu ngành lập pháp của tiểu bang Pennsylvania chọn người thắng cử tại tiểu bang này, chứ không phải là cử tri. Mà quý vị biết lập pháp ở Pennsylvania thì do ai kiểm soát? Do Cộng Hòa kiểm soát. Cũng trên cùng một cái căn cứ như vậy. Căn cứ trước đây,
là trong quận, thưa quý vị, trong một số quận hạt thì những cái quận hạt mà Cộng hòa kiểm soát đó thì họ lại nghiêm ngặt hơn, còn những cái quận hạt mà do Dân chủ cộng kiểm soát thì những cái lá phiếu khiếm diện mà sai đó thì các viên chức bầu cử đã thông báo cho cử tri để họ có cơ hội mà chỉnh sửa lại cái lá phiếu của mình để khỏi bị vô hiệu hóa. Căn cứ là như vậy, và trong vụ kiện cũng nêu ra, tức là họ đặt cái nghi vấn là khoảng 680.000 phiếu đến 1,5 triệu phiếu tại đây. Và họ tuyên bố là họ đặt cái câu hỏi cụ thể vào 70.000 phiếu. 70.000 phiếu là cái con số mà ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump. Nhưng mà quý vị biết khi mà họ đệ đơn kiện đó, thì cái con số này khi họ nộp đơn kiện lên tòa thì con số này nó đã thay đổi rồi. Vào tối ngày hôm nay thì con số này ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump và tại Pennsylvania là 80.000 phiếu. Tức là con số nó không có cập nhật. Như vậy chúng ta thấy cái gì thưa quý vị? Chúng ta thấy là bây giờ đó, chiến dịch pháp lý của ông Donald Trump dưới sự lãnh đạo của ông Rudy Giuliani thì họ bằng nhiều cách. Lâu nay họ khiếu nại là gian lận bầu cử, là bất bình thường, yêu cầu tái kiểm phiếu, rồi đến là yêu cầu xóa bỏ kết quả bầu cử luôn. Chẳng hạn như vụ ở Nevada, yêu cầu là tòa bác bỏ, xóa bỏ cái kết quả bầu cử và yêu cầu tiểu bang là tổ chức bầu cử lại. Liệu có được không? Thưa quý vị, ở bên ngoài đánh giá là không thể nào được. Pennsylvania thì bây giờ họ đưa ra một cái bổ sung mới là yêu cầu ngành lập pháp, để cho ngành lập pháp của tiểu bang quyết định ai là người thắng cử. Như vậy là cái tiếng nói cử tri không có nữa. Tức là ngành lập pháp của tiểu bang sẽ chọn ai là đại biểu của họ, đại cử tri của họ. Và ngành lập pháp của tiểu bang Pennsylvania là Cộng hòa kiểm soát thì họ sẽ chọn những cái đại biểu là Cộng hòa và những cái đại cử tri này. Họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. Tức là Pennsylvania, ông Rudy Giuliani đưa ra hai cái yêu cầu. Một là ngăn chặn, bởi vì họ đưa ra những cái lập luận, những cái cáo buộc vô căn cứ để yêu cầu tòa là ngăn chặn không cho tiểu bang Pennsylvania chứng nhận kết quả bầu cử. Thứ hai là để cho lập pháp của Pennsylvania quyết định ai là người thắng cử. Giới chuyên viên pháp lý ở bên ngoài cũng lắc đầu, khó lòng mà thắng được. Nhưng mà thực sự cái câu hỏi không phải là đội ngũ pháp lý của ông Donald Trump họ mờ mắt hay là họ điên khùng, họ tự tin vào các vụ kiện của họ. Thưa quý vị, ở bên ngoài đánh giá là họ biết hết. Họ biết rõ là những cái tuyên bố của họ nó yếu lắm, yếu về mặt pháp lý. Nhưng mà tại sao họ vẫn tiếp tục, mà trong khi đó chúng ta nhớ là đã có công ty luật rút khỏi, không có làm đại diện cho ông Donald Trump nữa, cho chiến dịch ông Donald Trump nữa. Và có những luật sư mà cái vụ mà ông Rudy Giuliani phải nhảy vào ngày hôm nay, họ nộp đơn hiệu đính lần thứ 3 đó quý vị. Bởi vì đạo đức nghề nghiệp của một luật sư không cho phép họ làm như vậy. Vậy thì lý do gì đứng đằng sau những cái vụ kiện này? Nhiều người cho rằng là mục tiêu ban đầu có thể Tổng thống vẫn tin rằng, hay là Rudy Giuliani tin rằng nếu như mà được đưa lên tối cao pháp viện thì tối cao pháp viện sẽ ngã về phía họ. Điều này không có đơn giản. Cho dù ít nhất 3 vị thẩm phán tại tối cao pháp viện mang ơn ông Donald Trump đi chăng nữa, bởi vì họ không có chứng cứ. Nhưng mà tại sao họ vẫn cứ tiếp tục đưa ra những vụ kiện mà những cái lập luận trước đây bị tòa bác rồi, tòa ở dưới bác rồi, thì họ vẫn cứ tiếp tục lặp lại. Quý vị biết là vào ngày hôm qua, ông
Rudy Giuliani tại tòa tuyên bố là gian lận bầu cử hàng loạt. Cho nên cái cuộc bầu cử này ở Pennsylvania nó không có hợp hiến, không có hợp pháp. Nhưng mà trong cái đơn hiệu đính vào ngày hôm nay nộp lên tòa vào tối ngày hôm nay, thưa quý vị, không có cái cáo buộc này. Không có cái cáo buộc này. Vậy lý do đứng đằng sau là gì? Thưa quý vị, mục tiêu không phải là thắng tại tòa, mà mục tiêu là làm suy yếu ông Joe Biden. Bây giờ chúng ta càng tới ngày, thưa quý vị, ngày 14 tháng 12, tức là đầu tháng 12 thì các thống đốc chứng nhận kết quả bầu cử tại các tiểu bang, rồi 14 tháng 12 thì các đại biểu, cử tri đoàn sẽ họp ở Washington DC và sẽ bỏ phiếu chính thức hóa cái việc đắc cử của ông Joe Biden. Các luật sư của ông Donald Trump biết là bây giờ họ không có thể đảo ngược, khó lòng mà đảo ngược lại. Họ vẫn cứ tiếp tục làm suy yếu ông Joe Biden. Nói đến ông Joe Biden, Hương Nhân phải dừng một chút. Quý vị có biết là trong cộng đồng Việt Nam mình bây giờ đang có cái tin là ông Joe Biden sắp bị đi tù. Có nhiều người hỏi Hương Giang và Hương Nhân giống như Hương Nhân hơi ngắc ngứ một chút xíu. Ngắc ngứ là không có phải là ngạc nhiên, mà ngắc ngứ là tại vì sao mà có những người Việt Nam của mình lại cả tin đến như vậy. Thưa quý vị, làm gì có chuyện mà ông Joe Biden chuẩn bị đi tù à quý vị? Ông Joe Biden bây giờ bị từ chối, không có cho chuyển giao quyền lực. Nhưng ông đã đi bằng những cái con đường tắt. Ví dụ, Hương Nhan đã chia sẻ với quý vị, ông ngày hôm qua thì các viên chức, cựu viên chức dưới chính quyền của ông Obama, những viên chức tình báo, hay là cựu viên chức của chính phủ ông Donald Trump, đã báo cáo cho ông Joe Biden, báo cáo tình báo cho ông Joe Biden. Như vậy giúp cho ông cũng rất khá nhiều. Ông sẽ không có một cái bức tranh cụ thể về an ninh quốc gia hiện nay, nhưng mà ít ra khi tiếp nhận chính quyền vào ngày 20 tháng 1 thì ông cũng đã có một cái bức tranh tổng thể. Thưa quý vị, Hương Giang biết là cộng đồng Việt Nam của mình chủ yếu dựa tin tức vào mạng xã hội. Quý vị biết rồi, mạng xã hội thì xô bồ, ai cũng có thể đăng tin, ai cũng có thể tạo ra một cái bản tin để đăng lên đó. Quý vị hãy trang bị cái kiến thức cho mình. Hãy đọc những cái tờ báo chính thống, những cái bản tin lớn. Quý vị biết một bản tin lớn không phải là một tờ báo đưa. Một bản tin lớn là hầu như tất cả mọi tờ báo đều đưa. Cái cách bình luận của họ có thể là khác nhau. Chẳng hạn như một bản tin đó dưới con mắt của Fox News thì họ sẽ bình luận có lợi cho Tổng thống. Dưới con mắt của chẳng hạn như là New York Times hay là CNN thì họ sẽ bình luận có lợi cho dân chủ, cho ông Joe Biden. Nhưng mà bản tin là tin, thưa quý vị, tin tức là tin tức. Tất cả mọi cơ quan truyền thông đều loan tin. Cho nên quý vị hãy, thưa quý vị hãy trang bị kiến thức cho mình. Cũng như Hương Nhan vẫn nói trên những cái chương trình radio trước đây, là không phải chỉ trong vấn đề chính trị mà đời sống hàng ngày cũng vậy. Quý vị trang bị kiến thức về y tế thì giúp cho quý vị khi mà quý vị đi gặp bác sĩ, quý vị có thể hỏi thêm, đặt thêm nhiều câu hỏi cho bác sĩ để có thể có thêm được cái thông tin. Quay trở lại, quý vị biết là vào ngày hôm qua thì Thượng viện đã họp để bỏ phiếu cho bà ứng cử viên là bà Sheldon, nếu mà Hương Nhân nhớ không nhầm tên, vào cái Ủy ban Quản trị Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng mà cuối cùng thì họ đã không có bỏ phiếu. Và bây giờ thì Quốc hội bắt đầu vào kỳ nghỉ Thanksgiving. Ngày hôm qua bà Kamala Harris đã quay trở lại sàn Thượng viện. Và đã có rất nhiều nhà lập pháp Cộng hòa đã đến chúc mừng bà Harris. Thưa quý vị, họ chúc mừng với tư cách là một đồng nghiệp. Nhưng mà họ không lên tiếng công nhận kết quả, họ không có công khai công nhận kết quả chiến thắng của Joe Biden và Kamala Harris. Bởi vì làm như vậy thì phật lòng ông Donald Trump.
Và quý vị biết vào ngày hôm nay thì có đoạn băng nào gọi là go viral không quý vị? Đó là lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Đoạn băng là khi bà Kamala Harris đang đứng nói chuyện với hai thượng nghị sĩ khác, thì thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh thân thiết của ông Donald Trump, đã từ xa bước đến và hai bên đã cùng nắm đấm với nhau. Thưa quý vị, những người dân chủ thì diễn dịch cái hành động này của ông Lindsey Graham là hành động chúc mừng bà Kamala Harris. Ngay lập tức, ông Lindsey Graham không có muốn phật lòng ông Donald Trump, đã giải thích là không có có chuyện đó, chúng tôi là đồng nghiệp với nhau, lâu rồi tôi không gặp lại bà ta cho nên tôi đến để giống như là một lời chúc mừng hỏi thăm sức khỏe mà thôi. Nhưng mà quý vị có biết là Lindsey Graham đang bị mổ xẻ rất là nhiều vì những cái cuộc điện thoại, đặc biệt là điện thoại cho thư ký của tiểu bang Georgia hỏi về cái máy xác minh chữ ký, cũng như là hỏi liệu xem thử ông có cái thẩm quyền để vô hiệu hóa những cái lá phiếu khiếm diện hay không. Và thưa quý vị, sang năm, trong 2 năm nhiệm kỳ tới, ai sẽ lãnh đạo Hạ viện Dân Chủ đây? Có thể vẫn là bà Nancy Pelosi. Nancy Pelosi trong thời gian vừa qua, thưa quý vị, low profile, kín tiếng hơn. Lý do? Bởi vì cái bầu cử vừa rồi đó được xem là thất bại của bà Nancy Pelosi. Bây giờ cái khoảng cách to lớn của Dân Chủ mà dẫn trước cái số ghế của Dân Chủ với Cộng Hòa tại Hạ viện bây giờ đã thu hẹp lại dần. Mà quý vị biết bầu cử năm nay có rất là nhiều nhà nữ lập pháp Cộng Hòa đã chiến thắng trong năm nay. Đây được xem là một đại thắng. Năm 2020 là được xem là một đại thắng cho các nữ lập pháp Cộng Hòa. Bây giờ bà Nancy Pelosi, thưa quý vị, năm 2018, khi mà bà đối diện với những cái thách thức trong nội bộ đảng của bà, thì bà đã thương lượng, bà thương lượng là bà sẽ làm chủ tịch Hạ viện trong một nhiệm kỳ nữa thôi. Nhưng mà bây giờ có vẻ như là bà sẽ làm tiếp thêm một nhiệm kỳ nữa. Mà bây giờ cái thách thức của Nancy Pelosi rất là lớn, đó là nội bộ Dân Chủ đang chia rẽ. Nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc, nội bộ Dân Chủ cũng bị chia rẽ. Đó là chia rẽ giữa Dân Chủ truyền thống và cái nhóm gọi là Dân Chủ cấp tiến, hay ở bên ngoài gọi là cực tả. Cái nhóm đó có những nhà lập pháp trẻ tuổi, 4 nữ nhà lập pháp trẻ tuổi gọi là Squad, trong đó có AOC. Họ có những cái tư tưởng rất là cấp tiến. Và đây là cái sự chia rẽ, là cái thách thức mà bà Nancy Pelosi phải đối mặt. Và quý vị có biết là vào lúc này đây, kiểm phiếu ở một số tiểu bang vẫn chưa có hoàn tất. Nhưng mà quý vị biết là bây giờ có bao nhiêu lá phiếu bỏ cho ông Joe Biden không quý vị? Cho đến ngày hôm nay, 80 triệu cử tri đã dành lá phiếu của mình cho ông Joe Biden so với 74 triệu cử tri cho ông Donald Trump. Đây được xem là một cái con số cao kỷ lục cho một ứng cử viên tổng thống. Cái cử tri mà dành cho ông Donald Trump cũng không phải là thấp. Nhưng mà ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump 6 triệu phiếu phổ thông, một cái con số khổng lồ. Và như Hương Giang đã nói trước đây, khi mà nhìn những cái con số như vậy, thì Hương Giang thấy kinh ngạc, mới thấy được là cái sự chia rẽ nó sâu như thế nào. Rất là nhiều cử tri của Dân Chủ năm nay họ đi bỏ phiếu không phải là vì ứng cử viên của họ tốt, ứng cử viên của họ mạnh. Thưa quý vị, ông Joe Biden nhìn chung được đánh giá là không có phải là một cái ứng cử viên tốt hay là mạnh mẽ. Thậm chí nhiều người gọi ông là một ứng cử viên yếu. Nhưng mà ứng cử viên của đảng bên kia còn tệ hơn. Chính vì vậy mà cái lượng cử tri đi bỏ phiếu, họ dồn phiếu cho ông Joe Biden, gọi là vote in hay vote out thưa quý vị. Tức là họ dồn phiếu cho ông Joe Biden để loại ông Donald Trump. Cái sự chia rẽ nó sâu sắc và đây cũng là một thách thức với ông Joe Biden.
Nhưng mà vào ngày hôm nay thì ông Joe Biden đã có một cái cuộc gặp gỡ với những nhân viên y tế đang oằn mình đối phó với virus corona. Ông lắng nghe họ. Có những người đã khóc. Họ chia sẻ một cái thực tế mà họ phải đối mặt hàng ngày với bệnh nhân cũng như cái tình trạng công việc hết sức là căng thẳng. Tình trạng vẫn còn một số nơi thiếu trang thiết bị. Và đã có người khóc bảo rằng là lâu nay trong 8 tháng vừa qua, họ lên tiếng rất là nhiều nhưng mà không có ai lắng nghe họ. Bây giờ ít nhất có một người lắng nghe họ. Giải quyết như thế nào thì chưa biết, bởi vì cũng còn rất là nhiều thách thức trước mắt về đại dịch virus corona. Thưa quý vị, cuốn hồi ký của ông Barack Obama, cuốn hồi ký Promised Land, đã được xuất bản và quý vị biết chỉ trong ngày đầu tiên đã bán được 830.000 cuốn. 830.000 cuốn được xem là cuốn hồi ký của một vị tổng thống bán chạy nhất trong lịch sử của Mỹ. Trước đó thì bà Michelle Obama đã tung ra cái cuốn là Becoming thì chỉ trong ngày đầu tiên bán được 725.000, vào lúc đó được xem là kỷ lục rồi. Còn bây giờ cái cuốn hồi ký của ông Obama, Promised Land, 830.000 phiếu trong 830.000 cuốn trong ngày đầu tiên. Nhiều người, tại sao nhiều người chờ đón như vậy? Bởi vì được biết là trong cái cuốn hồi ký của ông Obama, ông sẽ giải thích lý do tại sao mà có những công việc ông không thể hoàn tất được. Có những công việc mà ông bị chỉ trích là không có làm được. Có những công việc mà ông bị chỉ trích là đã quá chậm trễ. Thì trong cái cuốn hồi ký này sẽ giải thích. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì có một cái nghị quyết được hai nhà lập pháp, hai vị thượng nghị sĩ Dân Chủ cộng một vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa khởi xướng, trong đó nhằm ngăn chặn việc chính phủ Mỹ bán vũ khí, một cái hợp đồng vũ khí là 23 tỷ Mỹ Kim cho Ả Rập Saudi. Và ngày hôm qua Hương Nhân có chia sẻ với quý vị cái việc Tổng thống Donald Trump đã sa thải ông Christopher Grab là giám đốc, bây giờ ông trở thành là cựu rồi, giám đốc của cơ quan hạ tầng và an ninh mạng thuộc Bộ Nội an. Thưa quý vị, Grab là một người được lòng của lưỡng đảng. Ông là một người chuyên nghiệp, được xem là người đã lãnh đạo bảo vệ được cái cuộc bầu cử năm 2020. Và ngày hôm qua thì Tổng thống đã lên mạng Twitter thông báo là những cái tuyên bố của Grab về bầu cử nó hoàn toàn không chính xác. Chính vì vậy mà ông sa thải và có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi mà ông Donald Trump lên mạng thông báo việc mình sa thải Grab thì ông Grab đã lên mạng Twitter hồi đáp. Ông bảo rằng là được phục vụ là một vinh dự và chúng tôi đã làm điều đúng đắn. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 11 thì ông Grab trong một tuyên bố của cơ quan đã cho rằng không hề có chứng cứ cho thấy là phiếu bầu cử bị xóa máy bầu cử hay là những cái lỗi. Và ông nói một câu chắc nịch, ông lên Twitter tuyên bố chắc nịch. Bầu cử 2020 là cuộc bầu cử an toàn nhất nước Mỹ. Trong khi đó thì nó mâu thuẫn với những cái tuyên bố của Tổng thống là gian lận bầu cử tràn lan. Và điều này đã biến cho Grab lọt vào, đưa Grab lọt vào cái danh sách mà cần phải thanh trừng. Nhưng mà Grab thì bản thân ông biết là sau khi ông đưa ra những cái tuyên bố như vậy thì ông biết là chắc chắn mình sẽ bị sa thải. Và cái việc sa thải, ông Grab đã vấp phải cái sự chỉ trích không chỉ từ Dân Chủ mà ngay từ trong Cộng Hòa. Thưa quý vị, Cộng Hòa lâu nay họ không có muốn làm mất lòng Donald Trump. Và hàng loạt, tối ngày hôm qua ông Giang đã chia sẻ với quý vị, ông Ben Sass từ tiểu bang Nebraska là thượng nghị sĩ Cộng Hòa đầu tiên lên tiếng phản đối chỉ trích ông Donald Trump. Vào ngày hôm nay thì hàng loạt, thưa quý vị, bà Susan Collins từ tiểu bang Maine thì cho rằng đây là một cái lỗi kinh khủng khiếp. Và một loạt các vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa có vị bảo rằng, thậm chí ngay cả đồng minh của ông Donald Trump,
cũng bảo rằng cái việc làm sa thải ông Grab là nó chỉ có đem thêm những cái mơ hồ và những cái hỗn loạn vào cái tình hình hiện tại mà thôi. Bởi vì Grab, thưa quý vị, ai cũng công nhận một điều, đây là một người hết sức là chuyên nghiệp, và ông giữ một cái mối quan hệ tốt đẹp, chuyên nghiệp về mặt nghề nghiệp. Mọi thứ đều rất là tích cực theo cái đánh giá của các vị thượng nghị sĩ, các nhà lập pháp Cộng hòa. Và ở bên ngoài, quốc tế bên ngoài, họ cũng một số đã lên tiếng ủng hộ ông Grab. Và chiến dịch vận động tranh cử, thương gia xin lỗi, ban chuyển quyền của ông Joe Biden cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Bây giờ câu hỏi mà cá nhân Hương Giang đặt ra là liệu Grab, một người có năng lực như vậy, có năng lực và uy tín như vậy, liệu có được Joe Biden mời vào nội các quay trở lại vị trí cũ hay không? Thưa quý vị, chúng ta không biết được. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì có hai quan tòa ở hai tòa liên bang đã đưa ra hai cái phán quyết bất lợi cho chính phủ ông Donald Trump. Một cái là về vấn đề di trú, tức là liên quan đến những cái chương trình DACA. Và thưa quý vị, những Hương Giang thời gian hết rồi, ngày mai Hương Giang sẽ quay lại với quý vị bản tin này cụ thể hơn. Và Hương Giang tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng, nhẹ nhàng và nhớ giữ gìn sức khỏe.